bạn đã quay trở lại với kênh Banana Núp. Mình là Phúc Nguyễn và chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Góc Mở Hàng. Hôm nay mình sẽ unboxing một chiếc lastic mới. Và chiếc lastic này đó chính là nhà của nhà SM. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là lastic của BOA. Đây chính là chiếc lastic trong collection lastic của mình. Và là lastic đầu tiên của nghệ sĩ solo trong bộ sưu tập lastic của mình. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái hộp cho các bạn xem. Ở đây SM có để một chiếc lastic. Ủa, mình xin lỗi. Ở đây SM có để logo của BOA. Ở bên dưới có để chữ đây để cho các bạn xem. Các bạn có thấy không? Mẫu ha. BOA Official Fan Line á các bạn. Fan Line hay gọi là lastic. Ok. Ở đây có một cái logo của BOA luôn. Hộp này nó màu vàng các bạn. Rồi, mặt sau đây, đây chính là mặt sau có để chữ SM Entertainment, cũng giống như chiếc hộp của Renaissance và Shiny vậy đó các bạn. Ok. Ở đây có một chiếc logo của SM mà sao mình cái camera của mình nó bị mờ quá các bạn. Ok. Ở đây có để một cái mã vạch để xác thực đây là hàng official. Đây có để chữ Made in Korea nữa. Đó. Hàng này mình kiếm rất là lâu mới có Bluetooth. Ok, hầu như chiếc lastic nào của SM cũng có Bluetooth nhưng mà chưa có app thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra nha. Wow. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, một chiếc lastic có màu vàng. Ui. Ở đây có người ta đã đeo sẵn dây strap cho mình rồi. Ồ, có logo của BOA nữa nè các bạn. Ở đây có một cái chữ, một cái dòng chữ đó, giống của Renaissance vậy đó các bạn. Và cái nút bấm là một cái logo, bên trong cũng có chứa logo của BOA. Ở trên đây cũng có logo và cái này trong cũng tự tựa như một viên kim cương vậy. Mặt bên ngoài một một tấm thủy tinh màu vàng các bạn. Nè, đó, màu. Ở trong video thì mình thấy nó màu trắng nhưng mà sao mình thấy bên ngoài nó màu vàng các bạn ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ mở ổ pin ra nha. Ui, ổ pin này rất là chắc luôn. Ui, ui trời, gớt ổ pin. Mình mở sao mà muốn gớt luôn cái camera. Tại vì cái này nó khác của Shiny. Của Shiny có cái gì các bạn, có cái hai cái gì ở đây đó, gắn cái là vô, còn cái này không có. Nhưng mà người ta lại lắp thuốc bị bên trong lận nên mình gắn vào rất là khó. Ok, và đây chính là cái ổ pin màu đen các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào. Hôm nay mình sẽ sử dụng pin Panasonic. Vì những một cái số loại pin mà mình sử dụng xong thì mình thấy mau hết pin á, nên mình chỉ thích sử dụng pin này để cho lâu hết thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vào thôi. Ui. Ui. Lên đèn luôn nè các bạn. Đẹp chưa? Đẹp quá trời luôn nè các bạn. Đấy. Ui. Và đây chế độ thứ hai là chế độ chớp nhẹ. Ở trước cực mạnh, chớp dịu nè các bạn đó. Ok, và có chế độ Bluetooth nữa các bạn, nhưng mà không phải là bật cái là bật lên liền đâu. Bây giờ mình sẽ thử lại nha, mình bấm một cái một chút xíu nó mới lên đó. Và mình đều nhấn mạnh giống của Renaissance và Shiny thì sẽ lên Bluetooth đây. Bạn có thấy cái chớp chớp xanh xanh không đó? Ok, và đây chính là cái Bluetooth. Mình sẽ coi bên trong còn gì nữa không ha. Ở đây có một cái miếng dán gì nữa nè các bạn. Ok, rồi các bạn không thấy rõ nè. Ở đây có một miếng mút. Một cái này cũng giống của Shiny. Mà sao mình không thấy cái túi ở đâu. Nhưng trong đây có một miếng hướng dẫn sử dụng. Nhưng hầu như ai mua về cũng có miếng hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà hạt hầu như không ai đọc chứ các bạn. Tại vì miếng hướng dẫn sử dụng không ghi bằng tiếng Hàn đó các bạn, nên không ai biết đọc chứ. Bây giờ mình sẽ bỏ vô lại nha. Rồi, mình sẽ bỏ cái hộp sang một bên. Cái hộp khá là đẹp, nhìn rất là còn mới luôn các bạn. Mình sẽ để chậu hoa ở bên đây và để chiếc lastic vào. Hầu như là những chiếc lastic của mình gần đây mua là đa số ốp sổ hết. Còn những cái hàng của SM thì mình chỉ mua có cây này là unop rồi các bạn, còn nhiều ốp sổ hết nha. Cái này unop thì nhìn hai khác với hai cây còn lại. Giờ mình sẽ kiếm chỗ nào, mình sẽ làm căn phòng mình tối hơn. End of flashback. Ok
các bạn. Và bây giờ căn phòng mình đã tối hơn, mình vừa bật tắt đèn á các bạn. Bây giờ mình sẽ bật Lastic và mình nói cho các bạn điều này. Và nếu như trong video các bạn có nghe những tiếng ồn bên ngoài là tại vì bên nhà mình đang có một cái cuộc thi công hay gì mình không biết nữa. Ta đang xây nhà các bạn nên tiếng nó hơi ồn nha các bạn, nên các bạn thông cảm. Ok, giờ mình sẽ bật Lastic lên nha. 1, 2, 3. Ủa, sáng quá trời luôn nè các bạn. Đây. Chớp. Chớp nhẹ. Đó. Và bật Bluetooth lên nữa các bạn. Ok. Đẹp quá. Đẹp quá trời luôn các bạn. Mình sẽ kiếm chỗ nào tối hơn nữa nha. Video của mình đến là kết thúc nha. Và nếu như các bạn yêu thích video này của mình thì các bạn hãy để lại cho mình xin một nút like, share và subscribe ở bên dưới. Và các bạn hãy đừng quên ấn vào cái chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video unboxing thì các bạn có thể đón và xem được nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video unboxing lần sau.